Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên chuyên vật tư.com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư đường ống và các loại van vòi. Trong những cái loại vật tư đường ống thì công ty chúng tôi đang cung cấp rất nhiều các loại phụ kiện, ví dụ như là co, lơ tê nối, những phụ kiện sử dụng à vặn bằng ren và những cái loại phụ kiện hàng trực tiếp vào đường ống. Bên cạnh những cái loại vật tư phụ kiện đó thì công ty chúng tôi cũng có cung cấp rất nhiều các loại van trong đó có loại văn bi hay còn gọi là văn gạt. Thì hôm nay Hùng xin review một cái nhãn quang cái loại hàng của văn bi mà hiện tại là phân nhân đang bán à, phân nhân đồng bán để anh chị các bạn có thể nhìn thấy cái loại van này trước khi anh chị các bạn quyết định xuống tiền để mà mua cái loại van này tại công ty phân nhân chúng tôi thì đây là một cái van mới hoàn toàn chất liệu của nó là inox 304 anh chị các bạn đây là một cái loại van xài rang nha anh chị các bạn đầu rang của nó bên này đây đầu rang đây thì cái van này á, là một cái van gạt à, dùng để uh, khóa mở và có thể điều tiết cái lượng nước, cái lượng chất lỏng hoặc là cái lượng hơi nóng tùy theo cái nhu cầu sử dụng của khách hàng. Ví dụ như là anh chị các bạn muốn cái đường van này á, cái đường van này nó xả hết theo cái đường ống thì anh chị các bạn để thẳng như thế này. Còn nếu mà anh chị các bạn có muốn nó chặt nó ra qua cái lưu lượng qua bên phía bên này ít thì anh chị các bạn có thể khóa theo cái yêu cầu của anh chị các bạn có nhu cầu sử dụng. Thì cái loại van này á, là một cái loại van chất liệu inox 304 nên anh chị các bạn có thể sử dụng ở môi trường bên ngoài à, rất là được, rất là được anh chị các bạn. Thì cái môi trường bên ngoài là thường môi trường là dung môi nè, nước nè, hóa chất, khí hậu nó không đảm bảo nhưng mà nếu mà xài thép á, xài thép bạc sắt thì nó rỉ nhưng mà xài inox thì nó chống rất rỉ. Cái loại van này thì hiện tại là công ty chúng tôi đang có từ phi 13, van gạt phi 13 xài ren 13 17 21 Hàng 17, 34, 42, 49, 60, 76, 90, phi 114 và phi 140 à, Thì à, cái loại hàng này á, anh chị các bạn khi có nhu cầu Anh chị các bạn cứ liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886916 và nói cho chúng tôi biết rằng anh chị các bạn đang mong muốn mua cái loại van này, đang à, muốn cần mua cái loại van này. À, phi cái đường ống của anh chị cái bao nhiêu thì công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn với số lượng nhiều và có thể ship hàng cho quý anh chị và các bạn luôn. À, khi anh chị các bạn chốt đơn. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ phan Nhân. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.